Đại sứ Pháp nói cánh cửa khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sắp khép lại. Đức nói Nga sẽ đối mặt với hậu quả to lớn nếu xâm lược Ukraine. Nhóm người Duy Ngô Nhĩ nộp đơn kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội ác diệt chủng ở Argentina. Người phụ nữ Trung Quốc mặc kimono ra đường bị chỉ trích. Có người hỏi vậy đi ô tô của Nhật thì sao? Cuộc chiến tuyên truyền truyền thông của Bắc Kinh ở châu Phi. Kính chào quý vị, sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 15 tháng 12 của DKN TV. Thưa quý vị, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Nicolas de Rivière hôm thứ Ba cho biết, hiện tại, cánh cửa để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đang mở ra bây giờ, nhưng cũng sắp khép lại do nỗ lực hạt nhân của Iran. Ông Nicolas de Rivière nói với các phóng viên, chúng ta đang gần đến thời điểm mà việc Iran leo thang chương trình hạt nhân sẽ hoàn toàn xóa sổ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông phát biểu thêm, Iran phải lựa chọn giữa sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân hay một thỏa thuận công bằng và toàn diện. Iran tiếp tục leo thang hạt nhân có nghĩa là chúng tôi đang nhanh chóng đi đến cuối con đường. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc cho biết, chương trình hạt nhân của Iran chưa bao giờ tiên tiến hơn hiện nay. Động thái này đang phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Theo thỏa thuận năm 2015, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc. Các cuộc đàm phán gián tiếp để cứu vãn thỏa thuận hiện đang được tiến hành tại Viên giữa Iran và Hoa Kỳ. Trong đó, các quan chức từ các quốc gia khác kết nối hai bên vì Tehran từ chối làm việc trực tiếp với các quan chức Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm thứ Ba cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả to lớn nếu xâm lược Ukraine. Bà Baerbock đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga và nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Kiev không được vi phạm. Ngoại trưởng Baerbock cũng kêu gọi đối thoại cởi mở và trung thực về cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc điện đàm hôm thứ Ba là cuộc liên lạc được công bố công khai đầu tiên giữa Berlin và Moscow kể từ khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz nhậm chức vào tuần trước. Trong cuộc họp báo chung sau đó tại Stockholm, nơi Ngoại trưởng Baerbock gặp những người đồng cấp Thụy Điển và Na Uy, bà nói, bất kỳ hình thức can thiệp nào vào chủ quyền của Ukraine đều sẽ gây ra hậu quả to lớn đối với chính quyền Nga về kinh tế và ngoại giao. Ukraine cáo buộc Nga điều khoảng 100.000 quân để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược tiềm năng, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine có thể bùng phát thành chiến tranh giữa hai nước láng giềng. Nga phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào và cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời tìm kiếm sự bảo đảm an ninh chống lại sự bành trướng về phía đông của NATO. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã lặp lại yêu cầu đó trong cuộc trao đổi với bà Baerbock. Bà Karen Dunfries, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã gặp các quan chức hàng đầu của Ukraine hôm thứ Ba để đề nghị hỗ trợ khi đối mặt với lực lượng quân đội của Nga. Thưa quý vị, Hội đồng Người Duy Ngô Nhĩ Thế Giới và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ hôm thứ Ba cho biết họ đã bắt đầu quá trình đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc về các tội ác chống lại loài người và diệt chủng ở Argentina. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc thiểu số theo đạo Hồi, chủ yếu sống ở Đông Turkestan. Bắc Kinh đã giam giữ tập trung người Duy Ngô Nhĩ, giết hại, tra tấn, tẩy não và triệt sản hàng triệu người. Bên ngoài hệ thống trại tập trung rộng lớn ở Đông Turkestan, các nhân chứng đã nói rằng các quan chức Trung Quốc đã triệt sản toàn bộ người Duy Ngô Nhĩ ở các ngôi làng trong nỗ lực loại bỏ nhóm sắc tộc này. Chính quyền Trung Quốc cũng đã bán một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ làm nô lệ cho các trang trại và nhà máy sản xuất bông trên khắp đất nước. Ít nhất 83 công ty đa quốc gia lớn sử dụng lao động nô lệ. Tòa án Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức độc lập xác minh các cáo buộc diệt chủng của những người Duy Ngô Nhĩ sống sót sau sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc, đã kết luận vào tuần trước rằng Trung Quốc phạm tội diệt chủng. Hội đồng Người Duy Ngô Nhĩ Thế Giới và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ hôm thứ Ba cho biết, Argentina đã đồng ý thụ lý một vụ án diệt chủng liên quan đến người Hồi giáo Rohingya của Myanmar, tạo cảm hứng cho động thái đệ đơn kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc về đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Tuyên bố của hai nhóm có viết, Hội đồng Người Duy Ngô Nhĩ Thế Giới và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ đã hướng dẫn các luật sư chuẩn bị đơn khiếu nại hình sự có thẩm quyền chung để đệ trình lên Tòa phúc thẩm hình sự liên bang ở Buenos Aires, Argentina. Theo các điều khoản về quyền tài phán chung của Argentina, các tòa án có quyền tài phán đối với các tội phạm quốc tế như tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, dù chúng diễn ra ở bất cứ đâu. Công việc thu thập đủ bằng chứng để yêu cầu tòa án xem xét buộc tội nghi phạm diệt chủng và tội ác chống lại loài người sẽ mất nhiều tháng. Hai nhóm nói rằng họ dự kiến sẽ nộp bằng chứng vào tháng 2 năm sau khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022.
Các nhóm nhân quyền trong nhiều năm đã kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC không cho Trung Quốc đăng cai một sự kiện uy tín như vậy, nhưng vô ích. Hội đồng Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ cho biết, khi có đủ bằng chứng trước tòa án, thẩm phán có thể truy tố các bị cáo, ra lệnh bắt giữ và đưa vụ án ra xét xử. Luật sư Michael Pollack của hai nhóm cho biết trong một tuyên bố báo chí vào thứ Ba, việc sử dụng các điều khoản về quyền tài phán chung là bước tiếp theo trên con đường đòi công lý cho người Duy Ngô Nhĩ và quy trách nhiệm cho những kẻ đang ra lệnh cho những tội ác quốc tế khủng khiếp nhất. Các điều khoản về quyền tài phán toàn cầu của Argentina mang lại cơ hội vàng cho công lý của người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là với phán quyết gần đây trong vụ Rohingya. Các tòa án Argentina sẵn sàng áp dụng luật tiến bộ của họ để đạt được công lý cho những cá nhân phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng, bất kể điều đó đang diễn ra ở đâu. Động thái của Hội đồng Người Duy Ngô Nhĩ Thế giới và Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ diễn ra sau nhiều lần Tòa án Hình sự Quốc tế bác bỏ bằng chứng diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Tòa án Hình sự Quốc tế đã khẳng định, gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2020, rằng họ không có đủ bằng chứng để xử lý một vụ án diệt chủng chống lại nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tòa án Duy Ngô Nhĩ đã tiết lộ các tài liệu xác thực cho thấy, ông Tập đích thân ra lệnh diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc không phải người Hán khác ở Đông Turkestan. Đặc biệt, trong bài phát biểu trước các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã ra lệnh cho cấp dưới xóa bỏ tôn giáo khỏi Đông Turkestan và thực hiện một chiến dịch triệt sản rộng rãi để bình đẳng hóa việc sinh đẻ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc Hán. Thưa quý vị, hôm 13 tháng 12, một người phụ nữ ở Hải Ninh, Chiết Giang, Trung Quốc đã bị phát hiện mặc kimono trên đường phố. Cô đã bị cảnh sát Hải Ninh giáo dục phê bình. Điều này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Cô ấy có tội gì vậy? Người phụ nữ đã mặc kimono dạo phố, nhưng hôm đó lại là ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh nên đã được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Cảnh sát địa phương cũng đã lập một báo cáo nói rằng họ đã đến xử lý ngay lập tức và đã làm cái gọi là nghiêm khắc phê bình, giáo dục hành vi sai trái của người phụ nữ này. Nhật báo Hải Nam đưa tin rằng cô là quản lý của một quán trà ở địa phương và thường làm việc bán thời gian như một người mẫu ở cửa hàng trực tuyến. Buổi trưa hôm đó, cô nhận được lời mời từ một cửa hàng mặc kimono đi ghi hình. Sau đó, cô trở lại quán trà và thay quần áo của mình. Vào buổi chiều, cô xem cuộc thảo luận trên Internet và nhận ra hôm nay là ngày tưởng niệm quốc gia của Trung Quốc. Các bộ phận liên quan cũng đã phê bình cô, bản thân cô cũng nhận ra sai sót và xin lỗi. Tuy nhiên, tin tức này vẫn thu hút rất nhiều sự bàn luận của cư dân mạng đại lục. Một số cư dân mạng cho biết, tôi không hiểu về các bình luận xôn xao và kết án cô ấy. Các vị tự định lên vương pháp à? Cô ấy đã phạm tội gì vậy? Vì cớ gì mà xúc phạm người ta? Mà xúc phạm người khác mới chính là phạm tội đó. Hôm nay không cho mở cửa hàng bán đồ ăn Nhật. Nếu hôm nay phát hiện ai ăn đồ ăn Nhật thì sẽ gọi cảnh sát ư? Một số cư dân mạng thẳng thắn hỏi, cô ấy phạm luật nào vậy? Ngày hôm nay mà lái xe ô tô của Nhật thì sao hả các vị? Cũng là phạm tội à? Những vụ việc tương tự không phải là lần đầu tiên. Vào ngày 18 tháng 9 năm nay, một phụ nữ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích vì mặc kimono khi đi dạo trong ngày nhạy cảm kỷ niệm 90 năm sự kiện 918 hay sự kiện Phụng Thiên. Sự kiện Mãn Châu là một sự kiện do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Đông Bắc Trung Quốc, tức Mãn Châu, vào năm 1931. Cuộc chiến tuyên truyền truyền thông của Bắc Kinh ở châu Phi. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã đưa châu Phi vào tầm ngắm bởi vì châu lục này có các nguồn lực mà Trung Quốc cần để thực hiện tham vọng trở thành một cường quốc. Do đó, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều nguồn lực nhằm đưa sáng kiến vành đai và con đường thâm nhập vào châu Phi. Trọng tâm cốt lõi của vành đai và con đường ở châu Phi là xây dựng đường sắt, đường bộ, bến cảng, sân bay và các nhà máy điện để phục vụ cho các hầm mỏ, mỏ dầu và trang trại do Trung Quốc sở hữu, sau đó vận chuyển các sản phẩm này đến Trung Quốc. Tuy nhiên, một đặc điểm thường bị bỏ qua của vành đai và con đường là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng sao chép mô hình quyền lực mềm của Hoa Kỳ. Nhìn chung, các nỗ lực về quyền lực mềm của Trung Quốc đã thất bại ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhưng ở châu Phi, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành công. Một lý do để quyền lực mềm của Trung Quốc phát huy vai trò ở châu Phi là vì có tồn tại chủ nghĩa chống thực dân sâu xa trên khắp lục địa này. Cơ chế quyền lực mềm của Trung Quốc ở châu Phi đã tận dụng mối ác cảm này đối với người phương Tây và chủ nghĩa tư bản của người dân châu Phi, cũng như khơi gợi một cảm giác thân thiết tự nhiên giữa các dân tộc châu Á và châu Phi khi lập luận rằng cả hai đều là nạn nhân chung của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Nhưng sự thành công của quyền lực mềm của Trung Quốc ở châu Phi không chỉ bởi lập luận nạn nhân chung này. Trung Quốc cũng đã đầu tư rất nhiều vào châu Phi, thiết lập cơ sở hạ tầng truyền thông của riêng mình, chuyển các nhân viên truyền thông Trung Quốc sang châu Phi và kết hợp người dân địa phương vào mạng lưới truyền thông của Trung Quốc. Một trong những đổi mới gần đây nhất là hợp tác với các phương tiện truyền thông châu Phi và đạt được thỏa thuận hợp tác. Trung Quốc dường như nhận ra rằng quyền lực mềm hoạt động tốt nhất khi tiếng nói của giới truyền thông có vẻ độc lập.
Vào tháng 11 vừa qua, đã có hai bước phát triển mới quan trọng trong việc mở rộng cơ chế quyền lực mềm của Trung Quốc. Một là khai trương văn phòng tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG tại Nairobi, thủ đô của Kenya. Hai là gắn liền với việc khai trương này là sự ra mắt của Diễn đàn Hợp tác Truyền thông CMG. Diễn đàn được tổ chức tại Nairobi đã quy tụ các chuyên gia truyền thông từ 40 quốc gia châu Phi và đã ký thỏa thuận với 36 tổ chức truyền thông trên khắp lục địa châu Phi, bao gồm các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận chia sẻ nội dung, thỏa thuận đồng sản xuất và thỏa thuận để Trung Quốc đào tạo kỹ thuật cho các đối tác của mình. Diễn đàn này khiến mọi người chú ý đến việc Trung Quốc đã đầu tư bao nhiêu tiền vào chiến dịch quyền lực mềm của họ ở châu Phi. Bắt đầu với việc mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN thành lập trụ sở châu Phi tại Nairobi. Nairobi đã trở thành trung tâm của các hoạt động quyền lực mềm trong thập kỷ qua. CGTN, chi nhánh châu Phi, được thành lập vào năm 2012 là một tổ chức dịch vụ tin tức bằng tiếng Anh, cạnh tranh với BBC và CNN. CGTN cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chuyện trực tiếp với người châu Phi mà không cần phải phụ thuộc vào trung gian như các công ty truyền thông khác. CGTN cũng có các chi nhánh tại Johannesburg, Lagos và Cairo ở châu Phi. Điều quan trọng là mạng lưới này sử dụng các nhà báo châu Phi. Điều này làm cho các chương trình tin tức của nó trở nên hấp dẫn và đáng tin cậy hơn đối với khán giả địa phương. Tờ China Daily cũng có văn phòng ở Nairobi và Johannesburg, trong khi Tân Hoa Xã điều hành mạng lưới phóng viên nước ngoài lớn nhất ở châu Phi với các văn phòng chính ở Nairobi và Cairo. Thậm chí còn có một đài phát thanh do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành ở Nairobi. Nairobi cũng là nơi đặt trụ sở tại châu Phi của Star Times, một công ty cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh kỹ thuật số của Trung Quốc, cung cấp nhiều kênh, bao gồm cả các kênh thể thao nổi tiếng. Star Times vào châu Phi từ năm 2007 và hiện có 33 triệu người dùng tại 30 quốc gia châu Phi với việc cung cấp các gói cước giá rẻ. Star Times đặc biệt phổ biến ở các vùng nông thôn. Những nỗ lực này cũng đã tạo điều kiện cho các phương tiện truyền thông được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn thuê hàng trăm nhà báo châu Phi. Nhiều người châu Phi hiện đã đến Trung Quốc thông qua các chương trình đào tạo và trao đổi tin tức kéo dài từ 2 tuần đến 10 tháng. Bắc Kinh đã chọn những người châu Phi cánh tả cho các dự án này. Kết quả là đội ngũ phóng viên do Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo tiếp tục phát triển. Không phải tất cả các phóng viên đều làm việc cho các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bằng cách vận hành một mạng lưới lớn các nhà báo tại châu Phi do Trung Quốc thuê, Trung Quốc có thể cung cấp nội dung tin tức miễn phí cho các phương tiện truyền thông châu Phi. Điều này cung cấp cho Bắc Kinh một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ. Các khóa học tiếng Trung ở trường học cũng đã được khai triển. Khi số lượng người nói tiếng Trung trên khắp châu Phi tăng lên, cơ chế quyền lực mềm của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xác định những người thông minh nhất, sau đó cấp học bổng cho những người này và gửi họ đến Trung Quốc để học tập. Diễn đàn Hợp tác Truyền thông CMG gần đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực ảnh hưởng của nhóm này. Người ta đã thấy cách các thỏa thuận chia sẻ nội dung có thể cho phép tin tức do Trung Quốc sản xuất được phát sóng không qua chỉnh sửa trong các tổ chức truyền thông hợp tác của châu Phi. Tương tự, các thỏa thuận đồng sản xuất cũng tạo ra tiềm năng sức mạnh mềm rất lớn. Một ví dụ là trường quay phim truyền hình do Trung Quốc xây dựng cho hãng phim truyền hình Kenya, tạo điều kiện cho việc sản xuất chung. Bắc Kinh cũng đã sử dụng một cách sáng tạo việc chuyển đổi tương tự từ phương tiện truyền thông sang kỹ thuật số trên quy mô toàn cầu để lan tỏa ảnh hưởng của mình. Trung Quốc đã thực hiện chuyển đổi nhanh chóng nhằm bảo đảm rằng các nước châu Phi sử dụng công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Các nhân sự kỹ thuật và các khóa đào tạo do Trung Quốc cung cấp khuyến khích châu Phi áp dụng công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc. Giờ đây, sự phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số sản xuất tại Trung Quốc là câu chuyện thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên lục địa châu Phi. Bắc Kinh có mọi lý do để hài lòng với sự thành công của các sáng kiến quyền lực mềm của mình. Điều quan trọng là mọi thành công của quyền lực mềm sẽ củng cố tuyên bố rằng châu Á và châu Phi là những nạn nhân chung trong tay của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và mang lại một tình huống đôi bên cùng có lợi cho Bắc Kinh. Nhưng đan xen với thành công này là một sự mỉa mai rất lớn. Mỗi khi sáng kiến vành đai và con đường phát triển và sức mạnh mềm của nó tăng lên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tiến gần đến việc trở thành một nước đế quốc bóc lột châu Phi và các nguồn tài nguyên của khu vực này. Mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng.